Vâng, shop em lại gửi lời chào đến toàn thể các bác, các anh em đam mê đồ lính các bác nhá. Thì hôm nay tiếp tục giới thiệu cho các anh em một cái mẫu ba lô ngụy trang, ba lô lính hay các bác còn gọi là ba lô con cóc. Đây là ba lô lính anh em mua khá là nhiều trong cái mùa các bác đi săn bẫy ong hay là các bác đi rừng đi phượt các bác nhá. Đây là khi các bác nhận hàng thì các bác mở ra kiểm tra, đấy, hàng chuẩn chỉnh, hàng chuẩn chỉnh, hàng tổng cục hậu cần nha. Đấy thì các bác thanh toán tiền, đấy là quyền lợi của anh em. Hàng này ba lô hàng nhà em mà bán loại ba lô loại 1 các nhá. Đấy, hàng quân nhu chính hãng. Đấy, đây là cái mặt trái anh em nhé. Đấy, mặt trái này. Đấy, cái mẫu này thì anh em mua khá là nhiều. Đây, mặt phải này. Khi các bác nhận hàng các bác bóc ra, đấy, kiểm tra. Đấy, mặt trái và mặt phải anh em nhé. Đây, đây là mặt phải này anh em nhé. Đấy, rất nhiều túi anh em nhé. Đấy, túi rất là nhiều. Đấy, nó có một cái đằng sau này. Đây đằng trước này anh em, đằng sau này có hai cái dây này để anh em đeo đi rừng. Đấy, khoác thì ba lô gọi khoác anh em nhé. Đấy, đây có rất nhiều túi anh em nhé. Đấy, túi này, đây là các bác thấy này, nó có rất nhiều dây. Đấy, dây chằng chịt cả. Đây túi này, nó có rất nhiều túi anh em nhé. Đây một túi nhỏ này. Đấy, một túi nhỏ anh em nhé. Một túi nữa này là hai này, một túi là ba này. Đấy, một túi nữa là bốn này anh em nhé. Bốn này. Đấy, bốn túi là một cái túi trong, túi to là năm, tổng 5 túi anh em nhé. Dây rất là nhiều, hàng chính hãng quân nhu. Đấy, tất cả là bằng vải thô anh em nhé. Vải này thì anh em dùng khá là bền, rất là dày dặn các bác nhé. Hàng này thì anh em yên tâm. Đấy, sản xuất có ngày công của công ty CS199. Hàng này tùy theo lô anh em nhé. Đấy, sản xuất 2018. Hàng này thì anh em yên tâm. Đấy, hàng quân nhu chính hãng. Nên các bác nào đang có nhu cầu tham khảo về cái bộ ba lô đồ lính này, bộ ba lô quân cóc này thì có thể liên hệ trực tiếp với em để đặt hàng. Giá thì em thông báo công khai luôn, chỉ có 250.000 đồng thôi các bác nhé. Bên em bao ship tận nhà rồi, nhận hàng anh em mở ra kiểm tra, thấy đúng sản phẩm như này các bác thanh toán tiền, đấy là quyền lợi anh em không? Anh em không phải cọc cạch gì các bác nhé. Đấy, giá cực hợp lý rồi các bác. Một cái video rất là ngắn thôi, em xin kết thúc video đây. Xin chào tạm biệt các bác, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau. Các bác xem được video này cho em xin một like, một đăng ký kênh nhé, và chia sẻ anh em bạn bè cùng biết. Xin chào tạm biệt các bác.